Sơn Trôn Pháo Hoa, kênh pháo hoa số 1 Việt Nam. Hello anh em nhé, mình là Sơn Trôn Hoa. Thì ngày mới chúc em một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc với người thân cũng như gia đình. Tiếp tục clip ngày hôm nay thì hôm nay cũng đã là mùng 3 Tết rồi. Thì hôm nay mình quyết định mua hai cái bánh pháo tiếp loại lớn, loại dây dài đấy. Thì cũng khá nhiều yêu cầu của anh em cũng thích mình chơi cái loại pháo này. Thì đây hôm nay mình đã chuẩn bị đây rồi. Đây thì một bánh pháo đây. Đó, thì bánh pháo này thì tính tiền Việt nó cũng chỉ vào hơn 100k thôi anh em ạ, khá là rẻ. Thì ở đây hôm nay nói chung là cũng mới mùng 3 Tết thì làm cái bánh pháo đỏ này cho gọi là cho năm mới cho đỏ cho rực rỡ. Đây thì bây giờ mình sẽ cúi xuống để gì cho anh em xem cho nó nét nữa. Đấy, hai bánh cái túi này thì cầm vài anh em đây à. Đấy thì nói chung là đưa qua cho anh em. Không biết là ở Việt Nam thì có ai mua được cái loại pháo như này không? Còn hiện tại là mình đang ở bên Đài nhá. Một số anh em là mình có lần trước mấy hôm trước có đăng cái clip gọi pháo đón giao thừa ấy, nhiều anh em có cứ nghĩ tưởng mình ở Việt Nam ấy, thì bảo ôi cái này sợ công an bắt đấy. Thì mình cũng trả lời luôn là mình bên Đài nhá. Đây. Bây giờ mình sẽ bóc ra này. Đấy. Quên. Cho cái này rác này cho vào túi này. Ôi, một bánh pháo trông nhìn cái màu đỏ anh em thì dùng ăn cái bánh hồi xưa bánh bồng hoán hay gì nhỉ, bồng hoán gì mà nó màu xanh trắng của cái bọc đỏ đỏ này nhé. Dài ôi, mình nhớ hồi xưa ở bên Trung Quốc thì người ta có cái loại bánh pháo như này nhưng mà nó là hai lớp cơ, nhưng mà cái này mình cũng tìm nhiều nơi nhưng mà hầu như người ta chỉ có một lớp. Thế thì hai lớp có như nào đây nhỉ, anh em nhìn kỹ này. Pháo này nó chỉ là hai bên thôi nhá. Như ở Trung Quốc ấy thì đây nó chỉ có một quả dọc liên tục hai quả này, hai hàng liên tiếp nhau như này. Còn bên Trung Quốc mình thấy nhiều người ta cũng làm một clip ấy. Mình thấy có một quả giữa to, xong hai bên là cái quả tiếp rất là nhỏ, còn ở giữa nó to nhất. Đấy, thì ở đây nó chỉ có một quả một thôi. Nó nhỏ đây. Đấy. Nhìn mà. Đấy, quay ngả sang này. Đấy. Cái này người ta chế cũng gọi là hơi bị gọi là bẻ hơn một chút. Bởi sao? Vì người ta làm cái khung ở giữa khá là to ấy, nên là cái đường dài của pháo này nó khá là ngắn đi. Ví dụ mình thấy cũng nhiều trong clip anh em làm clip bên Trung Quốc ấy, thì cái ở giữa rất là nhỏ này, hoặc là không có luôn, là cái vòng này nó xoáy vào tận giữa luôn, nó không có gì. Đây, cái này nó to như này. Đấy, anh nhìn thấy không? Cái này thì nó cũng dài từ đây đấy cũng vào khoảng 5m đấy. 5m đấy. Được 5m. Đây bánh thứ hai, mình đang tính là mình sẽ lối liên tiếp hai cái bánh vào với nhau nhé. Lối hai bánh vào liên tiếp anh em ạ. Cho nó dài. Ôi. Lần trước có đọc có mười mấy ông bảo là anh mua loại bánh tép dài đốt đi. Đấy. Tép dài đây. Dài thôi. Cái này chắc phải lối lại. Lối hai cái ngoài vào nhau. Thấy không? Lối hai cái ngoài vào nhau nhá. Ôi, trong kia lắm chim lắm. Cái chỗ khu này rất lắm chim. Mình sẽ chạy dài đây nhá. Anh em thấy chưa? Đấy, một đường gọi chung là khá là dài đấy. Đường này nó khoảng 10m đấy, hơn 10m đấy.
Đấy, bây giờ mình sẽ đốt luôn nhá. Anh em xem nhá. Cái số này cho gọn vào này. Rồi luôn. Bây giờ mình sẽ đốt từ đây này. Đấy thì mình anh mình đốt cho đây anh Lương đẹp trai. Chào tất cả anh em nhà mình đấy, là người đốt pháo cho anh em mình cho nó quay cho nó. Đấy, cho anh mình gọi là làm quả khai sơn cho đó, cho lọc lá anh em ạ. Bây giờ anh mình sẽ đốt luôn. Đấy thì mình bỏ anh mình cái đây này, cái ngòi to này. Cái ngòi to này là cái ngòi chính này. Anh đốt phát phải chạy ra xa luôn đấy. Nó bắn vào mặt. Cái này nó lổ. Anh em bật cái volume nó nhỏ nhỏ đi thôi nhá, không là bật volume to. Có ù tai mình cứ chịu trách nhiệm đâu. Rồi đấy, bây giờ mình sẽ châm nhá. Châm này. Chắc. Ôi đã tay. Rồi thì anh đốt xong cảm nhận nào, tay thế nào? Ui, anh em biết tay luôn. Vừa đốt vừa bịt tay anh em. Ôi mình tay. Một tay mình cầm cao, một tay mình bịt tay. Nó đã tay thật này anh em này. Một màu đó gọi là mùa. Đấy, cảm giác gọi là mùa Tết về luôn ấy. Một năm mới đầu xuân nó cứ phải pháo nhảy nó đỏ nó rực rỡ. Đấy thì sáng nay lúc mình đi mua này này thì mấy cái nhà người dân thì người ta đốt của ở trước cửa gọi như đó một màu luôn, còn là rực rỡ, kiểu lấy gọi là may mắn đấy. Đây thì rất là nhiều quả bị xịt đây này. Đây ví dụ như quả trước tay mình đang cầm này. Nó xịt nhiều mà, không phải ít đâu. Đây có xịt đấy. Xịt đầy đấy. Đấy. Vẫn còn ngoài luôn này. Đây vẫn còn nhiều đó anh ạ. Ui giời. Kiểu nó nhiều quá nó. Nhiều khi nó bắn ra. Nó bắn ra, bắn nhiều, mình xem xung quanh à. Đây. Quả xịt đây thôi. Quả này không chậm được như pháo tép của mình nhỉ. Ở quả này nó ngoài nó gì nhanh quá. Lỗ nhanh nữa. Không cần mình đi con kép. Anh em thấy không? Úi giời, một màu đỏ. Đấy, thôi bây giờ ôi chết rồi quên không cầm chổi ở xe nữa rồi. Rồi anh em mình cũng cầm mỗi người một cái chổi xuống. Để xuống coi dùng quét dọn cho nó đi trông cho nó sạch sẽ chút anh em ạ. Chỗ này thì trên đây người dân người ta cũng hay đi gọi là tập thể dục đi qua ấy. Anh em mình gọi là cũng cầm cái chổi đi rồi, quét dọn qua một chút xong rồi cho vào cái túi rác này. Úi giời. Ngoài nó lổ bắn ngoài, rách cả túi này luôn này. Đấy, các bạn cái hộp này nó to quá. Ở bên đây thì cái loại pháo tép này thì nó lại rất là khác biệt ở bên Trung Quốc. Trung Quốc mình thấy mấy cái dàn to tầm khoảng 1 triệu gì đấy, 1 triệu hơn triệu có mấy người review ấy. Mình thấy cái bánh xong nó to xong cái quả pháo nó cỡ rất là lớn luôn, xong nó tép 3 4 quả liên tục luôn ấy. Nó nhiều chứ đây là tép một quả một. Đấy, đây này. Đây anh mình đang đi nhặt đây, ra xem được nhiều không. Đã tay thật, đấy. Cái này bây giờ lấy cái đen đen này xong lấy cái van gạo ấy. Úi giời, cái này. Cái này cái thuốc bên trong lấy cái van gạo ấy xong đổ vào cái van ấy. Cái van mà hôm nọ mình, cái video trước mình hướng dẫn anh em là cái van hóa van ấy. Đấy, vẫn lổ nhanh luôn. Đấy, chắc clip của mình sẽ xin tạm dừng tại đây nhá. Anh em hãy đừng quên like đến kênh của mình nhá. Mà mình sẽ giờ anh mình sẽ đi quét dọn qua cho anh đi cho nó sạch sẽ chút. Chào anh em ở những video tiếp theo nhá. Bye bye anh em.